những bức ảnh lưu lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đang gây lưu ý trên mạng làng Mạc Hội. Không rõ ràng vì lý do gì mà chiếc xe con lao thẳng vào một xe tải. Lái lâm thay, cây cột điện trên xe tải đã xuyên thủng kính xe hơi và đâm thẳng vào ghế cạnh tài xế. Vụ tai nạn với hiện trường đáng kiêng dè. Được biết, tai nạn xảy ra cách đây không lâu tại huyện Ân Thi, Hưng Yên. Theo nguồn tin từ những người chứng kiến thì không có thiệt hại về người. Đúng là một cái kết may mắn với chủ xe hơi. Cú đâm có lẽ rất mạnh nên cột điện thế hệ xuyên thủng kính như vậy. Dân mạng tỏ ra kiêng dè hốt sau khi xem những hình ảnh trên. Nhiều người thắc bận biểu tại sao chủ ô tô lại bất cẩn đến mức dấn thân xe tải như vậy. Lao xe thế nào mà nguyên cây cột điện to thế cũng không thấy. May mắn là không có thiệt hại về người, nếu không thì ăn năn cả đời mất thôi, một dân mạng bình luận.